Hello xin chào tất cả ha. Chào mừng các bạn trở lại mình là DD và hiện tại là mình đang trong tựa game King Legacy nhé bạn rồi. Thì clip này là admin ở bên tựa game King Legacy cũng vừa hé lộ một vài thông tin về bài update tiếp theo luôn nhé các bạn. Ôi, King với lại Vlog công nhận là bên này hé lộ là tới bên kia hé lộ với bạn khá là hay luôn rồi. Thì mình cùng với các bạn sẽ xem là hé lộ những gì và mình sẽ show cho các bạn những cái trái quỷ mà mình nghĩ là sẽ được làm lại nha các bạn, đúng không? Thay vì thức tỉnh á, là sẽ được làm lại thì cũng sẽ có trái thức tỉnh mới luôn đấy. Thế là vậy. Thì đầu tiên là mình sẽ đi random trước đây nha các bạn. Để random kiếm hai trái đó đã. Wow. Rồi xong rồi mình sẽ nói với các bạn xem là nói cho các bạn biết là admin đã hé lộ những gì và trái quỷ gì sẽ được làm lại và trái quỷ gì sẽ được đi thức tỉnh nha các bạn. Rồi, từ từ. Trước khi vậy thì mình phải đi tìm hai cái trái đó đã nha các bạn. Trước khi mà mình nói với các bạn mình ra đi kiếm được hai trái đó đã. Rồi luôn. Thấy bắt đầu kiếm không nổi nữa bạn ơi. Hơn không sao bạn ơi, mình hiện tại là mình đang có khá là nhiều kẹo á nên mình dùng kẹo random cũng được nha, không sao hết. Đấy, hình như mình farm cũng được, cũng khá là nhiều kẹo rồi đó bạn. Rồi toàn mấy trái cùi thiệt chứ. Đây, 58 kẹo là random được 58 lần nha các bạn. Một lần kẹo là một lần mà, giống như game á bạn, khá là ngon nha. Trời ơi, cái gì mà nãy giờ toàn common với uncommon không vậy? Vãi, không có tin được, toàn common với uncommon không rồi mới được. Ồ, giờ mới được cái trái uncommon nè, đầu tiên nè. Vãi game thiệt. Rồi bây giờ qua kẹo nha các bạn. Đây candy nè, đó cứ một kẹo. Ô 5 à, ai 5 kẹo luôn nha các bạn. Ai thì được có 10 lần nè. 5 kẹo một lần quay á. Ồ hơi căng nha, 5 kẹo lần quay là hơi căng đó nha. Ôi. Đó bạn không nè, vui xài 5 kẹo nè. Ồ hai trái đó mà nãy giờ mình không ra luôn hay sao bạn ơi. Oh no. No không có good đâu nha, not good nha. Not good nha. Rồi không ra hai cái trái mình cần luôn, sao mình review cho các bạn được ta. Để trước khi được làm lại á bạn, mình sẽ review lại cho các bạn một lần cuối trước khi làm lại, nhưng mà không ra rồi. Không. Ra đi. Rồi đó chính là cái trái lớp nha các bạn, một là trái lớp. Tiếp theo đó chính là trái tuyết nha các bạn, hai trái. Đấy. Thì từ từ đáng mình cho các bạn xem một con lớp đó nó. Leopard. Cái leopard này mà bên vlog là gọi là siêu nhân phẩm luôn nha các bạn. Chứ leopard bên này là đỉnh lắm đó nha. Leopard bên King thì khỏi nói rồi. Chứ leopard mà bên vlog là ội ra Mera luôn chứ, xạo thiệt chứ. Mà mình đâu còn Mera. Nhưng mà sao mà Mera không có thức tỉnh hả bạn? Chứ Mera bên vlog thức tỉnh lâu rồi mà bên King thì chưa thức tỉnh. Thức tỉnh bên này luôn mới đỉnh đó bạn, tại Magu với lại băng. Ôi thôi ôi, ra luôn trái của kiếp về chai luôn chứ không có tin được. Mình đâu có cần mấy cái trái tím đâu, cái trái mình đang cần đó chính là trái rồi xong luôn bạn. Thôi mình đang cần trái lớp với tuyết mà, hai trái mà còn khó ra hơn mấy trái kia nữa ta. Ồ ngon, đây không có trái của kiếp nè, lấy luôn chứ. Ủa à rồi lấy luôn chứ. Còn gì nữa không ta? Yuki mình cũng có nè bạn, Yuki không có luôn, tuyết không có luôn. Ôi không có tuyết, không có lớp luôn ta. Ôi vãi, lần đầu tiên mình tìm trái lớp mà khó vậy các bạn, không có tin được. Rồi đây là thông tin của admin nhé bạn. Thì trước này hai cái thông tin này là mình đã đưa cho các bạn xem trước rồi đúng không, nên không có gì đúng không. Rồi tiếp theo nè các bạn thấy nha, admin để là một cái hình là tuyết nè, các bạn thấy chưa? Đấy là các bạn biết là cái trái Yuki á thì một sẽ được làm lại, hai là sẽ được thức tỉnh lên nhé bạn. Nhưng mà mình nghĩ thiên gì làm lại hơn, tại Yuki hiện tại là khá là yếu các bạn, đúng không? Yuki hiện tại tự nhiên admin nép chi vậy, giờ yếu xìu à. Đấy giờ không có mạnh nữa, hồi xưa BB khá là ngon luôn á bạn, bây giờ yếu xìu à. Rồi các bạn thấy nha, đây bạn thấy không nè, 14/2 nè, bạn thấy chưa? Đấy là như là King Legacy là đưa cái thông tin gọi là ta hé lộ các bạn trước bên blog luôn hay sao ấy. Blog thì mới hôm qua à, còn King là đưa từ 14/2 nữa, mày không nè. Đây là đặc biệt nè, Valentine nè, các bạn thấy chưa? Đó, phải chưa, là đây là trái lớp nè các bạn. Mình nghĩ đây là trái lớp ấy, các bạn thấy không nè. Đấy, màu hồng đúng không? Một cái trái mà tỏa ra màu hồng là chỉ có trái lớp thôi bạn ơi. Trong tựa game này là chỉ có đúng một trái lớp là tỏa ra màu hồng đó thôi. Nhưng mà hiện tại là ở trái ga cũng vậy nhé mày, trái ga cũng ra, nhưng mà mình nghĩ là không ra trái ga đâu, tại vì Valentine thì những ra trái ga hơi không có đúng lắm hả mày, trái lớp mới đúng đó. Nhưng mà không có bán nè, trời ơi, bây giờ là không có được trái lớp cho các bạn xem luôn chứ. Lần đầu tiên mà mình thấy trái lớp khó vậy luôn mày. Trái lớp Incomon mà không tới Common nữa, mà lần đầu tiên ra trái lớp mà còn khó hơn cái trái kia luôn á trời. Vãi. Ráng đung game thôi sao dở mày. Đấy, tại mình tính nhân dịp Valentine này luôn mày, thì mình xài cái trái lớp này mình đi đánh du biển cho bạn xem luôn. Đấy. À, cũng có. Đấy, lớp không. Ơi mới nói xong. Mới nói xong mày ơi. Ngon, mới nói xong luôn. À, có rồi. Vừa mới nói xong luôn mày ơi, hên quá. Bỏ trái bao đi. Không mà mút hay bao ta? Trái nào mình không cần thôi. Thôi, trái bao đi hả mày? Sẽ bỏ bao đi. Rồi, lớp nè, bỏ vô. Bây giờ cái trái quan trọng đó chính là trái Yuki nữa mày. Bây giờ tiếp tục nè. Bây giờ mình đang cần là trái Yuki. Đấy. Trái Yuki. Trái tuyết. Rồi luôn, trái tuyết không có luôn. Nhưng mà mình vẫn nhớ cái chiêu của trái tuyết nha các bạn. Nếu mà giờ mình không ra nữa thì mình nghĩ là mình vẫn nhớ chiêu của trái tuyết. Không sao. Không sao chứ mình đã mua vài cái nữa nha, không ra tuyết thì thôi nhé các bạn. Tại mình vẫn nhớ chiêu của trái tuyết, cái lớp thì mình không nhớ thôi, không nhớ chiêu nhưng mà trái tuyết thì mình vẫn nhớ. Mình không sao hết. Thôi chắc mình nghĩ cũng không ra tuyết nổi đâu nhé các bạn. Rồi thôi. Trái tuyết tính sao đi ha. Rồi. Đây là trái lớp nha các bạn. Đây mình nghĩ nè, mình nghĩ đó nha. Đây có thể là trái lớp. Hoặc là một cái trái nào đó nhưng mà mình nhìn mình nhìn cũng khá là giống ga nha các bạn. Phải không nè? Nhìn khá là giống ga nhưng mà ở bên kia nè. Đây, ngày bên tay đặc biệt nè. Đó. Thì mình nghĩ là chắc trái lớp đi thức tỉnh đó các bạn đúng không? Đây là một á, là lớp sẽ đi thức tỉnh. Hai là lớp sẽ được làm lại nhưng mà mình nghĩ là chắc là sẽ đi thức tỉnh cao hơn nha các bạn. Cái khả năng thức tỉnh chắc sẽ cao hơn á, tại vì ngày đặc biệt mà các bạn. Thức tỉnh trái lớp thì sẽ hợp lý hơn chứ đúng không? Rồi tiếp theo dưới cùng nè. Vậy thế nha. Đây. Ủa cái này hình như là mình bật lên là các bạn không xem được không? Mình tải về cho bạn xem luôn nha. Đây. Rồi, để mình tải cái video của cái clip của admin hé lộ về cho bạn xem luôn. Rồi, đây mở lên luôn nè. Đó bạn thấy nha. Đây. Đó bạn thấy không? Bạn thấy ném bóng tuyết không? Bạn thấy ném bóng tuyết không? Đó bạn không? Ném cái cục tuyết nè, có thấy chưa? Đó, ủa mà ném liên tục luôn ta. Đã vậy. Đó, cái chiếc lốc xoáy này là chắc chắn là tuyết cũ nữa hả bạn, đúng không? Tuyết cũ cũng có luôn nha. Đấy, lốc xoáy này tuyết cũ cũng có luôn, nhưng mà được thêm một cái là ném bóng tuyết nha các bạn, phải không nè? Ném bóng tuyết, ném. Ô dịch chuyển tới, có nè, dịch chuyển tới cũng có nha bạn. Cái trái tuyết cũ cũng có dịch chuyển tới nha. Đó, cái trái tuyết cũ thì cũng có dịch chuyển tới. Rồi, nhưng mà cái chiêu Z của tuyết cũ á, hình như là mình nhớ là như là đứng phun luôn các bạn, đúng không? Đó, có một cái chiêu mà đứng im một chỗ phun. Đó, đứng im một chỗ phun ra, mũi chiêu lốc xoáy, đúng không? Mũi chiêu lốc xoáy. Một cái chiêu mà tạo cái cầu lại đúng không, và một cái chiêu là tạo đóng tuyết từ trên trời rơi xuống và đốt đao, còn chiêu cuối cùng là chiêu dịch chuyển đúng không. Hết rồi, còn bây giờ thay vì vậy thì bây giờ là ném bóng tuyết nè, thấy chưa? Đó, ném đó, gọi chiêu lốc xoáy này giờ đẹp hơn đó bạn. Ui đấy, các bạn thấy rõ nha. Đó, đấy thì theo như mình dự đoán á, thì cái trái tuyết á nghĩa là sẽ được làm lại nhé bạn, khả năng làm lại sẽ cao hơn là đi thức tỉnh đấy. Đấy, tại vì các bạn thấy tuyết không? Tuyết lúc đầu đúng mạnh luôn, bây giờ admin sửa là cái chiêu C không gây đau được, bây giờ tuyết yếu siêu à, yếu kinh khủng luôn, nên mình nghĩ là trái tuyết sẽ không đi thức tỉnh đâu. Vì thay vì đó trái thức tỉnh là sẽ là trái lớp nha các bạn. Đấy, mình nghĩ là vậy các bạn, mình nghĩ trái lớp sẽ là trái thức tỉnh nha. Bây giờ mình sẽ ăn lớp vô cho bạn xem nè. Rồi sử dụng chiêu nha mày, không nè, tại vì chiêu của lớp của hiện tại là có 4 chiêu à, mà trái lớp này cũng khá là lâu nữa nha mày, ra là khá là lâu rồi, yếu lắm mày ơi, không ai xài trái lớp luôn. Trái tuyết thì vẫn có người xài nhé mày, nhưng mà trái lớp thì mình nghĩ là không ai xài luôn, tại vì không có mạnh nhé mày, phải không? Đó, đấy cái chiêu thì phải không, chiêu thì như vậy đó, không có gọi là quá mạnh đó mày, nên mình nghĩ là trái lớp sẽ được đi thức tỉnh đó bạn ơi. Đấy, trái lớp sẽ được thức tỉnh, hoặc là cái đó cũng có thể là trái ga nhỉ. Nhìn cái là giống trái ga luôn, nhưng mà mình nghĩ không phải trái ga đâu, tại vì ngày tình nhân đó mày, đúng không? Nên thức tỉnh trái lớp sẽ hợp lý hơn. Rồi, và cái cuối cùng như mình nói đó chính là trái tuyết nha mày, trái tuyết sẽ được làm lại. Đấy, tại vì chiêu cũng mình thấy chiêu cũng giống như cũ phải không nè, lúc thức tỉnh không lẽ chiêu phải khác chứ đúng không? Chiêu thức tỉnh mình thấy vẫn như cũ à. Chỉ có khác là cái chiêu đầu tiên là cái chiêu bình thường thổi tuyết đúng không? Sẽ là ném bóng tuyết thôi, đúng không? Cái chiêu thì tạo lốc xoáy vẫn như cũ nè. Còn cái chiêu dịch chuyển thì cũng như cũ luôn. Đấy, mà là admin làm lại đẹp hơn thôi nha các bạn, là trái tuyết sẽ được làm lại. Đấy. Còn bây giờ là mình sẽ thử đam trái lớp cho bạn xem nha. Ồ, rồi đi xét điểm nữa. Lại phải đi xét điểm rồi. hơi đau nha bạn, nhưng không sao. 25 game. Lát hồi có gì đánh vô biển lại không sao hết nha. Rồi 5.000 điểm. Trái quỷ nè. Defense và Sword. Rồi, Melee chắc bây giờ không cần nữa nhé bạn, melee chắc cũng không cần nhiều. Rồi bây giờ đánh quái bằng trái lớp cho bạn xem thử nha, xem đam của trái lớp cho bạn xem luôn. Rồi nha, Zoro xài lớp chấm hỏi luôn, Zoro đi thả tim các bạn ơi. Đâu, pistol nè, giống như của Gomu các bạn. Nó bắn hay bắn con cái có 7.000 đam mà còn không đóng băng nữa. Đó, phải không nè, không có bị hóa đá các bạn. Nếu mà bị làm hóa đá nữa sẽ đẹp hơn, không có hóa đá nha. Chỉ làm đối thủ đứng im thì có đó, đúng là đứng im có nhưng mà không có bị cái hiệu ứng hóa đá nha các bạn. Cái chiêu Z này cũng vậy nè, đẩy ra nha các bạn, chiêu Z này thì đẩy ra. Mà hai chiêu bạn không, hai chiêu có 7.000 đam mà, đúng yếu luôn. Rồi tới chiêu quên chiêu này hụt quả bạn ơi. Thôi chiêu này bỏ qua đi ha, giờ tới chiêu V đi. Đây V. V thì đá cái được 11.000 đam thì cũng đỡ nhé bạn, V đá 11.000 đam cũng đỡ. Rồi chiêu C này chắc mình lấy chiêu đam to nhất nè, đúng không? Cũng không to nhất nha bạn, cũng 11.000 đam mà. Phải chưa? Bộ lượng đam khá là bình thường đúng không bạn? Khá là bình thường nha, nhưng mà Z với lại X thì yếu nha bạn, nhưng mà V với lại C này thì một lượng đam to nè. Đấy, cũng ổn nha bạn. Đó, 11k đam thì cũng đam ổn rồi, không có yếu lắm đâu nhưng mà cái chiêu kia thì yếu quá. Đấy là vậy. Nên mình nghĩ trái lớp là sẽ được đi thức tỉnh sẽ ngon hơn nha bạn. Đấy, đúng ngày lễ tình nhân luôn đúng không? Đúng ngày lễ Valentine luôn thì thức tỉnh sẽ ngon hơn là mấy trái khác đúng không? Còn trái quỷ mới thì mình không có biết nha bạn. Admin không có để lộ nha. Như các bạn thấy rồi đó, mình cho bạn thấy rồi đó, admin không có để lộ trái quỷ gì mới hết nha các bạn. Chỉ là một trái tuyết được làm lại và tiếp tục là admin ghi là đặc biệt ngày lễ tình nhân thôi. Đó, cái hình đó là mình cũng biết là phải trái lớp thức tỉnh hay không nữa, hay là trái ga nữa bạn ơi. Tại hai cái trái ga với lại cái trái lớp này hai màu nó cũng gần giống nhau các bạn. Đấy, một trái màu tím với một trái màu hồng. Nên cũng người giống nhau nên mình không biết nữa, nhưng mà nếu mà lễ tình nhân thì như nói đó thì trái lớp này sẽ được đi thức tỉnh sẽ ổn hơn nha các bạn. Rồi. Thì mình nghĩ là chắc mình đợi du biển ra xong mình đi săn du biển bằng trái lớp này cho mừng ngày lễ tình nhân luôn nha các bạn. Đấy. Thì các bạn hãy truy cập vào rbxgum.com. Thì hiện tại trong này á thì sẽ có cho bạn Robux miễn phí cực kỳ ngon cho anh em luôn nha. Và mình đã thành công, mình đã rút được rồi nha các bạn. Thì các bạn có thể hoàn thành một bằng cách là có thể tải app game trên điện thoại nè và các bạn hoàn thành, hoặc là các bạn có thể vô nhập code cũng được nè. Hiện tại là mình đang có một cái code đó chính là Levini nha, các bạn chỉ cần nhập là các bạn sẽ được một Robux nha. Rồi thì có một ưu đãi nữa đó chính là mỗi clip của mình ấy thì các bạn chỉ cần bình luận ở dưới tên của các bạn á thì mình sẽ chọn ngẫu nhiên ba bạn đó sẽ được là 50 Robux miễn phí nha các bạn. Nhớ ủng hộ nha. Đi thả tim du biển nha bạn trong ngày lễ tình nhân ha. Đấy. Thực sự là lễ tình nhân thực sự là đã qua lâu rồi nha các bạn. Nhưng mà mình muốn tặng cho du biển một cái gì đó gọi là lễ tình nhân nha các bạn. Để du biển cho đỡ cô đơn các bạn ơi. Như vậy không lúc nào du biển của một mình đánh một đống người vậy đó. Tội du biển quá các bạn ơi. Đấy. Du biển lúc nào cũng bay vào một mình đơn thân đúng không? Đánh với một đống người. Nên mình sẽ đi tặng du biển một ngày lễ tình nhân chứ lộn, lễ độc thân, lễ tình nhân thật là vui vẻ. Rồi du biển thứ hai nhé bạn. Ôi tặng vậy rồi, thả tim vậy rồi mà tới một chán thiệt. Rồi các bạn, thì mình nghĩ là kết thúc clip từ đây nha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình sẽ đục like, subscribe kênh nha để mình có động lực những clip theo nữa ha. Rồi kết thúc clip đây thôi, hẹn lại các bạn những clip sau của mình nhé. Bye bye. Rồi kết thúc clip đây thôi, hẹn lại các bạn những clip sau của mình nhé. Bye bye.